Với 9 khu công nghiệp đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong tổng số 17 khu công nghiệp được phê duyệt, Hưng Yên hiện là thị trường bất động sản công nghiệp hấp dẫn ở miền Bắc với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, giá cho thuê đất hợp lý cùng nhiều chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, hiện giá cho thuê lại đất của các khu công nghiệp dao động từ 115 đến 140 đô la Mỹ một mét vuông cho một chu kỳ. Tại một số khu vực công nghiệp mới được triển khai như khu công nghiệp sạch, giá cho thuê từ 115 đến 120 đô la Mỹ trên một mét vuông. Khu công nghiệp Yên Mỹ từ 130 đến 135 đô la Mỹ trên một mét vuông. Khu công nghiệp số 3 130 đến 140 đô la Mỹ trên một mét vuông. Khu công nghiệp số 5 125 đô la Mỹ trên một mét vuông. Bất động sản công nghiệp Hưng Yên xếp ở phân khúc thị trường cấp 1 cùng với thành phố Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh. Trong khi giá cho thuê trung bình quý 3 của thị trường cấp 1 miền Bắc khoảng 130 đô la Mỹ một mét vuông. Sức hấp dẫn của bất động sản công nghiệp ở Hưng Yên còn từ vị trí tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, kết nối nhanh chóng thuận tiện đến các sân bay, cảng biển, cửa khẩu quốc tế. Hạ tầng các khu công nghiệp đều được triển khai đồng bộ, có sự định hướng phát triển theo chuỗi, nhóm ngành nghề tương đồng. Hưng Yên cũng có chính sách ưu đãi đặc biệt về thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án đầu tư vào trong khu công nghiệp. Các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên hiện có trên 500 hectare được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư.